đông đảo nghệ sĩ đã đến chúc mừng MC diễn viên Đại Nghĩa và diễn viên Võ Tấn Phát ra mắt series web drama Bơ Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Series gồm 4 tập xoay quanh nhân vật Bơ Lan cùng với thông điệp về tình yêu chân thành. Phim sẽ chính thức phát trên kênh YouTube vào lúc 20 giờ tối nay ngày 22 tháng 8.